Xin chào các bạn, hôm nay Điện Máy Gia Kho sẽ giới thiệu tới các bạn một mã sản phẩm bếp tứ đôi đến từ thương hiệu Fagon. Đây là mã 72C2S. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu tới các bạn về thương hiệu của sản phẩm. Thì đây là một dòng sản phẩm của hãng Fagon. Các bạn sẽ thấy ở trên thị trường hiện nay có rất là nhiều thương hiệu bếp. Thì các bạn xác định cho mình là thương hiệu bếp nổi tiếng lâu năm và thương hiệu mới nổi. Thì ở đây Fagon là một thương hiệu nổi tiếng lâu năm nha, có gần 70 năm tuổi, đến từ Tây Ban Nha và hệ thống trên toàn thế giới này thì có 720 công ty các bạn nhé. Đây là một thương hiệu rất là mạnh. Thì tại sao mình lại giới thiệu đầu tiên về thương hiệu trước? Bởi vì trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều thương hiệu, nhiều bạn sẽ không hiểu được rằng là các thương hiệu này là thương hiệu nào và có rất là nhiều câu hỏi đặt ra. Thì những thương hiệu nổi tiếng lâu năm rồi và mang tính toàn cầu thì sẽ được khẳng định từ niềm tin, từ sự trải nghiệm của rất nhiều người các bạn ạ. Đó là cái sự khác biệt về thương hiệu nổi tiếng lâu năm. Thì cái niềm tin này và cái độ uy tín của chúng ta sẽ rất là cao. Thì Fagon thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nha, gần 75 tuổi và là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở châu Âu, xuất xứ Tây Ban Nha. Và thứ hai thì mình xin được nói qua về cái cấu hình của cái bếp này. Thì về cái bên trong đấy, đó là cái trái tim của nó, thì sẽ là những cái khu vực hệ thống bo mạch, hệ thống linh kiện ở bên trong. Thì hôm nay mình làm video này ở đây thì các bạn chưa nhìn thấy được cái linh kiện của cái chiếc 72CIS này, nhưng mình đã mở máy này ra rồi và mình đã kiểm chứng rồi. Bếp được làm từ những cái linh kiện rất là tốt các bạn ạ. Bởi vì những cái thương hiệu nổi tiếng đến từ châu Âu ấy thì luôn đi theo những cái linh kiện của những cái tập đoàn sản xuất bếp rất là nổi tiếng. Linh kiện rất là chuẩn các bạn nha, chuẩn từ, cho nên là bắt từ rất là chuẩn, sẽ tích lũy điện cho các bạn. Thì đó là về cái phần kỹ thuật, về cái phần linh kiện thì các bạn hoàn toàn yên tâm ở chiếc 72C2S này. Linh kiện mình khẳng định rất là chuẩn. Thì tiếp theo mình xin được nói đến đó là về những cái thông số nha. Những cái thông số cơ bản chung thì của một cái bếp tứ đôi thì chúng ta sẽ có hai vùng bếp này. Và hai vùng này các bạn để ý nhé, đều có thể booster được. Và booster của chiếc 72CIS này sẽ lên đến là 3.700 nha, một cái mức công suất rất là cao. Thì ở cái mức công suất cao này nó sẽ giải quyết cho chúng ta những vấn đề gì? Ở cái công suất cao này thì về cái việc các bạn xào nấu nha, thì đồ ăn nó sẽ là ngon. Như các bạn thấy những cái đầu bếp nổi tiếng ấy, tại sao khi người ta xào ấy, lửa bếp ga rất là to ấy, thì ở bếp từ cũng như vậy. Đó, công suất bếp rất là to thì các bạn xào nấu đồ ăn nó sẽ là ngon nha. Và cái nữa là những dòng sản phẩm nhá mà booster lên đến 3.700 có nghĩa công suất cao nha, thì các bạn hình dung là những cái linh kiện á, những cái linh kiện ở những cái con bếp ở công suất cao này nó sẽ rất là tốt thì nó mới gánh được cái lượng điện tiêu thụ cao như vậy. Thì mặc dù các bạn dùng hàng ngày không dùng đến, có những lúc các bạn không dùng đến 3.700 chẳng hạn, các bạn không xào nấu không dùng đến 3.700, nhưng cái linh kiện thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì là nó gánh được công suất cao mà, vì vậy là linh kiện nó cũng rất là tốt. Thì đó là về những cái khái quát chung về cái vấn đề công suất, về vấn đề thông số. Ngoài ra thì cái bếp này thì nó cũng có sẽ có những tính năng chống tràn nhé. Ví dụ chống tràn các bạn đun nấu này, và khi mà các bạn quên có thể nước trào ra thì bếp sẽ tự ngắt. Đó là những tính năng chống trào chắc là các bạn cũng tìm hiểu rồi. Và đi vào chi tiết thì mình cũng xin được giới thiệu nhanh nhé, bởi vì đối với tất cả các bếp trên thị trường hiện nay thì về những cái phần về tắt mở hay là điều chỉnh công suất nó như nhau thôi. Thì ở bếp đây, những cái bếp mà đến từ châu Âu các bạn nhé, thì các bạn sẽ luôn thấy có một cái sự đơn giản. Mình khẳng định là sự đơn giản, nhìn nó rất là tinh tế, trông nó rất là đơn giản, nó không quá nhiều những cái nút gì đó phức tạp. Thì ở đây chúng ta sẽ có power bật tắt này, chúng ta sẽ có những điều chỉnh những cái mức nhiệt này. Đây là chọn vùng nấu này, chọn vùng nấu ở đây nha các bạn nhé, điều chỉnh cái mức nhiệt này. Đó, đây là chế độ ủ ấm này, đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có tắt mở, khóa trẻ em, play stop ở đây này. Và chúng ta sẽ có chế độ hẹn giờ ở đây nha. Đó, thì đơn giản thôi. Những cái tính năng ở những cái bếp này thì nó rất là đơn giản, không có gì nó phức tạp cả. Nói về cái mặt kính này nha, thì đây là mặt kính Scotch Ceram rồi. Chắc chắn là những thương hiệu này thì mặt kính sẽ là mặt kính Scotch Ceram rồi. Mặt kính rất là đẹp các bạn ạ. Đây là những cái dòng sản phẩm mặt kính đánh giá là cao cấp trên thị trường hiện nay rồi, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về cái chiếc 72CIS này thì nó chủ yếu là các bạn nắm mắt qua được về cái thương hiệu này, các bạn hiểu được về những đặc tính kỹ thuật này, và mình khẳng định nhé, linh kiện rất là tốt. Chiếc này linh kiện rất tốt, mọi linh kiện nó đều ok.
hệ thống mạch rất là ok luôn, kể cả những con tụ rất là tuyệt vời. Bởi vì những cái dòng sản phẩm mà đến nhập nhập trực tiếp châu Âu nhé, mình khẳng định nhé, nhập Âu trực tiếp nhé, mình khẳng định là linh kiện lúc nào cũng rất tốt, rất là đạt tiêu chuẩn, theo những cái tiêu chuẩn sản xuất của châu Âu nó sẽ cao hơn ở châu Á mình nhé. Và đặc biệt là sẽ cái tiêu chuẩn của người châu Âu nó sẽ cao, tiêu chuẩn sử dụng nó sẽ cao hơn người Việt Nam mình. Thì khi mà các bạn đã bỏ ra cái mức tiền để các bạn dùng những cái sản phẩm nhập châu Âu, ví dụ như là những chiếc Fago này, thì hoàn toàn có thể yên tâm, công suất rất là cao, linh kiện chuẩn, độ bền bỉ rất là cao, tiết kiệm điện. Thì mình xin được quay một lượt qua nha, một lượt qua về cái thiết kế của nó, sau đó mình sẽ khép lại cái video về chiếc 72CS này. Thì ngoài ra bên mình Điện Máy Ra Kho thì có những chuỗi hệ thống Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và những tỉnh thành lân cận, là bên mình có thể giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Những cái chiếc bếp từ này các bạn có thể tự đấu nối được, nó rất là đơn giản thôi, nó có dây ở đằng sau chúng ta đấu nối tự đơn giản thôi, và nó cũng nhẹ thôi, chúng ta có thể vận chuyển toàn quốc được. Các bạn quan tâm tới sản phẩm nhé thì hãy liên hệ trực tiếp với bên mình qua hotline 0835333444. Website của bên mình là điện máy ra tại kho.vn, fanpage là Điện Máy Ra Kho. Bên mình có các cơ sở chính ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương nha. Và sắp tới bên mình sẽ có những chi nhánh ở những tỉnh thành lân cận. Còn sản phẩm thì bên mình sẽ giao được toàn quốc cho các bạn. Về chế độ bảo hành các bạn nha, sẽ được bảo hành chính hãng Fago tại nhà là 3 năm các bạn nha. Sản phẩm sẽ được bảo hành chính hãng tại nhà là 3 năm. Thiết kế rất là đẹp. Vùng cắt đá, khoét đá ở đây nó sẽ là 41 và 71 nha. Một cái kích thước rất là tiêu chuẩn chung đối với dòng bếp đôi. Mình sẽ quay một lượt. Thiết kế rất này à, rất đơn giản, rất tinh tế. Các bạn quan tâm sản phẩm liên hệ bên mình nhé. Mình xin nhắc lại nhé, 0835333444. Giao hàng và thanh toán tận nơi trên toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua những video về sản phẩm điện máy, thiết bị nhà bếp lần sau nhé. Xin cảm ơn.